Vâng, hiện tại thì mình đang có mặt ở quốc lộ 53 thuộc xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Đường này thì chúng ta sẽ bắt đầu từ trung tâm thành phố Trà Vinh, chạy qua khỏi cầu Long Bình 1, chạy thẳng xuống hướng ngay chỗ cầu ngang, qua khỏi nhà thờ Phước Hảo một chút xíu, đụng ngay cái ngã cua thì chúng ta sẽ bắt gặp được cổng chào huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ cổng chào này chạy tới một chút xíu nữa thì chúng ta sẽ bắt gặp được bánh tét Hai Lý. Ngay chỗ bánh tét của cô Hai Lý ha, chạy khoảng 100m nữa gặp cột đèn đôi, chúng ta sẽ rẽ vào bên trong đó, chạy thêm khoảng 2 cây số nữa thì sẽ tới được vị trí mảnh đất cần bán ngày hôm nay, và tổng diện tích mảnh đất cần bán là hơn 4.900m², mặt tiền được đan khoảng 24-26m, giáp kênh lớn và đã lên clip chuẩn bị trồng dừa. Cho nên ngày hôm nay ai muốn mua và muốn sở hữu vị trí mảnh đất này thì hãy liên hệ trực tiếp số hotline 0909840707, sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu về giá cả cũng như nhận quảng cáo, cầm cố, ký gửi và các hồ sơ thủ tục liên quan đến vấn đề đất đai. Và một cái clip quảng cáo như vậy dao động từ 500k cho tới 1 triệu đồng tùy theo mức độ xa hay gần, và có để số điện thoại của trực tiếp của chủ nhà lên bán cùng với người mua hay không. Còn về mặt tiền quốc lộ 53 này thì mình có một cái mặt tiền luôn. Cái mặt tiền của nó là mặt tiền ngang là được 11m. Đối với miếng mặt tiền quốc lộ 53 ha, thì ngang được 11, chạy dài khoảng 65m. Trong đó có một cái nhà kho luôn, có một cái nhà kho khoảng 400m², đã san lấp mặt phẳng phẳng mặt tiền quốc lộ 53, và đất là đất cây leo năm. Cái nhà kho đó cộng với cái đất đó thì chủ đất đang kêu là giá khoảng 3.3 tỷ, thương lượng trực tiếp chính chủ thông qua số hotline là 0909840707. Còn nhân vật chính ngày hôm nay là vị trí mảnh đất công cần bán ngày hôm nay. Đất này là đất lúa nha. Ai muốn mua hãy chuẩn bị giấy xác nhận làm lúa hoặc là giấy không hưởng lương thường xuyên, chúng ta mới có thể sang tên chuyển nhượng trong vòng một nốt nhạc. Vâng, hiện tại thì mình đang có mặt ở xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người một trong những vị trí mảnh đất mặt tiền đường đan hiện hữu luôn ha. Thì mình có hai cách lựa chọn về đường đi. Cách thứ nhất là chúng ta có thể chạy theo cái thì ngay chỗ mình á, mình đi là chủ yếu là đi ngay cái đường quốc lộ 50 53, ngay chỗ bánh tét Hai Lý, chạy tới chút xíu có hai cái cột đèn đèn đôi hai bên, rẽ về bên hướng bên tay phải ha, thì chúng ta sẽ chạy vô đây khoảng 1.5 cây 2 cây là tới được vị trí mảnh đất cần bán. Thì cái đó là ngay chỗ quốc lộ 50, nhưng nhớ không là 53 đó. Đó mình chạy vô tới đây khoảng 2 cây số thì sẽ tới được vị trí mảnh đất cần bán. Còn cách thứ hai thì chúng ta có thể đi từ ngay chỗ Hương Lộ 17, ngay chỗ Hương Lộ 17 ha, là ngay chỗ cái cua hủ tiếu Vạch Lang cũ á, chạy qua cái cống rẽ về bên hướng bên tay phải, đi từ đường đó thì sẽ vô cái đường đan này, nó sẽ gần hơn, nó khoảng 1 cây số thôi. Từ lộ nhựa ngoài Hương Lộ chạy vô tới đây khoảng 1 cây số là tới được vị trí mảnh đất cần bán. Thì mình sẽ giới thiệu với mọi người đất của chúng ta có mặt tiền đường đan là khoảng 26m mặt tiền đường đan. Điện thì kéo tới được khúc này rồi ha. Đây, đường điện 3 pha của nhà nước luôn. Thì bây giờ mình xin mời mọi người đi vào tham quan vị trí mình đất cần bán. Còn miếng đất hai mặt tiền này á, miếng đất gốc hai mặt tiền bự nha. Đó. Nó tới 100 mấy chục công luôn nha mọi người. 100 mấy chục công lượng, hiện tại là đang trồng dừa luôn nè. Đó, người ta mua, người ta trồng dừa, người ta nuôi cá nè, rồi trồng giống nếp bắp lai nè. Đó. Rất là nhiều ha. Thì đất khu vực này á, chủ yếu là người ta trồng những cái tháng mà cuối năm thì người ta sẽ trồng lúa nha. Đó là nước ngọt mọi người. Ở khu vực này thì nước lợ sẽ rơi vào khoảng 3 tháng. Đó. Đường này mà sau này nó làm lộ nhựa một cái đi, rồi nó sẽ đẹp. Đất thì giáp kinh luôn. Đất cần bán ngày hôm nay là giáp kinh, đang lên clip trồng dừa. Thì những ai muốn mua và muốn sở hữu thì hãy liên hệ trực tiếp số hotline 0909840707. Còn bên đây là ta trồng gì ta? Wow, trồng lúa. Ồ, lúa gì tốt dữ vậy trời. Cây lúa cao kinh khủng. Ồ, quá trời mấy cây lúa cao kìa. Đây, mấy cái miếng này là mình bán rồi nè. Mấy cái miếng này là 9.800, 5.500, rồi 7.000 mấy là mình bán hết trơn rồi mọi người. Điện thì chuẩn bị kéo tới khu vực này rồi. Đây, kế bên miếng này người ta đang trồng lúa luôn nè. Trồng dừa cũng khá là tốt ha.
Đây cái miếng mình mới bán xong. Cái miếng này là 5.500 mấy nè, mình mới bán rồi cái gọt nè. Rồi, mình đang lên clip trồng dừa ha. Mình sẽ lên được 4 clip, hai rãnh. Hai cái rãnh nước hai bên ha. Ở đây một cái rãnh, bên đó một cái rãnh. Rồi bên đây lên được hai clip, mỗi một clip vậy mình sẽ trồng hai hàng dừa. Cái mặt tiền của nó thì nó khoảng là 26 mét. Vậy mình sẽ để xe chỗ dây xe lại chỗ mát mát, mình để đi xe một cách. Rồi, đặt đại đây đi. Kế bên thì có cái nhà ha. Rồi, đất mình cần bán. Mình xin nhắc lại ha, từ đây đi ra ngoài quốc lộ nó khoảng 2 cây số. Đi ra ngoài quốc lộ khoảng 2 cây số ha. Bán luôn cái miếng kế bên luôn nè. Đây. Cái miếng trước mặt mọi người là cái miếng một cộng 1.300 mấy chục mét vuông á. Thì ai mua mình bán luôn. Nó 200 nó khoảng 250 là mọi người mua được miếng đó ha. Mặt tiền của nó khoảng 22 mét mấy, 23 mét. Mặt tiền đường bờ kinh bự nè ha. Đi qua bình thường, chạy qua bình thường. Đó. Cái đó là khoảng 250 bán. Còn cái miếng này thì nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay ở đây. Ha, mình xin nhắc lại ha, mặt tiền của nó là khoảng 26 mét gì đó. Mặt tiền nó khoảng 26 mét. 24 26 mét gì đó. Chạy dài lúc mày dưới kia luôn. Đây. Mình phóng gần lại đó. Chạy dài lúc mày dưới kia luôn, đang lên clip trồng dừa. Thì những ai muốn mua và muốn sở hữu miếng đất này thì liên hệ trực tiếp số hotline là 0909840707. Sẽ đáp ứng mọi nhu cầu về giá cả cũng như nhận quảng cáo, cầm cố ký gửi và các hồ sơ thủ tục liên quan đến vấn đề đất đai. Đất này ở xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Mặt tiền đan giáp kinh. Đây. Mặt tiền đan giáp kinh ha. Giá là 200 triệu một công thương lượng. Giá mình sẽ nhắc lại, giá là 200 triệu một công thương lượng. 0909840707. Vị trí đất ở Kim Hòa, Cầu Ngang, Trà Vinh. Cách trung tâm thành phố Trà Vinh khoảng 17 km. Cách Ủy ban dân xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh khoảng 2 cây. Cũng tương đối khá là gần chợ và gần trường học ha. Thì những ai muốn mua và muốn sở hữu thì hãy chuẩn bị cho mình giấy xác nhận làm lúa hoặc là giấy không hưởng lương thường xuyên thì chúng ta mới có thể sang tên chuyển nhượng trong vòng một nốt nhạc được. Mua bán thì vẫn bình thường, nhưng mà khi sang tên thì chúng ta phải có điều kiện cần và đủ là giấy xác nhận làm lúa nha. Không còn gì để chia sẻ nữa, mình xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong clip tiếp theo. Giá mình xin nhắc lại là 200 triệu một công thương lượng. Tổng diện tích mảnh đất cần bán là 4.900 mấy chục mét vuông, gần 5.000 nha. Rồi, xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại.